Bonsai Đức Huy xin kính chào quý vị. Yêu hoa cây cảnh bonsai toàn quốc. Kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy chia sẻ cho quý vị tại triển lãm Phúc Thọ quý vị nhé. Quý vị nhìn thấy ngoài cây cảnh ra thì các anh còn mang những chiếc xe quý của mình, những chiếc xe cổ ra đây trưng bày tại triển lãm cây cảnh. Những cái chiếc xe cực kỳ độc đáo quý vị ạ. Những cái chiếc xe có 102. Đó cũng là một cái thú chơi. Thú chơi xe cũng là một cái thú chơi. Thú chơi cây cũng là một cái thú chơi. Và mỗi người sẽ tìm cho mình một cái thú chơi. Và không có thú chơi nào mà lại đông người chơi như cây cảnh quý vị ạ. Và cái phong trào chơi cây cảnh, số lượng người chơi rất đông, rất vui. Ghi nhận triển lãm Phúc Thọ ngày khai mạc đón hàng ngàn các lượt khách, các đại biểu về đây tham quan rất đông. Những kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy đang đứng trước những cái tác phẩm của anh Khang Hy. Đây quý vị ơi, anh Khang Hy, phường Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội. Đây là cái tác phẩm trực cổ. Anh đặt đây là Phụ Tử Giao Chi. Kính thưa quý vị, một cái tác phẩm xanh Nam Điền trực cổ của anh. Một cái tác phẩm hoàn thiện. Bóng dáng khá là đẹp. Tác phẩm cao cũng chỉ khoảng 1m2 từ mặt chậu lên thôi. Những cái tác phẩm theo như các anh chia sẻ thì là những tác phẩm anh lần đầu tiên đi triển lãm quý vị nhé. Mà quý vị chiêm ngưỡng những cái đường nét của những cái tác phẩm tâm huyết của các anh, của anh Khang Hy mà anh lần đầu tiên anh đi triển lãm, thì xem độc đáo như thế nào, đẹp như thế nào dưới cái góc nhìn của quý vị. Bóng tàn thì anh phân bố khá là đều. Hiện nay thì đã tương đối hoàn thiện rồi. Thì còn một số bông nhỏ. Còn nhỏ nhỏ một chút thôi. Theo thời gian bông đầy đặn hơn thì chắc chắn là tác phẩm sẽ đẹp hơn rất nhiều. Hiện nay quả phúc cũng cần phải to hơn một chút nữa. Góc nhìn quý vị này, góc nhìn này rất là đẹp. Và những cái chậu cũng anh đầu tư những cái chậu cũng rất là đẹp quý vị nhé. Những cái chậu đập tay. Quý vị đến với một tác phẩm tiếp theo của anh Khang Hy. Một tác phẩm huynh đệ. Cái chiều cao cũng tương đương nhau. Với tác phẩm này cũng chiều cao, cái tỷ lệ cũng tương đương nhau. Chỉ có những cái nét nghệ thuật là khác nhau thôi. Cũng là xanh Nam Điền hết. Chân bệ thì anh có kết hợp gài một chút đá thì cho chân bệ chặt chẽ, vững chãi hơn. Tác phẩm này của anh thì có nhiều những cái đường nét nghệ thuật độc đáo. Một cây hai thân nghệ thuật. Cây đã có rất nhiều những cái u sụn. Và cái góc máy này quý vị cảm nhận này. Đây là cái tác phẩm của anh khá là nghệ thuật quý vị nhé. Và đều là cái tác phẩm lần đầu tiên đi triển lãm quý vị nhé. Tác phẩm này của anh nhìn ở mọi cái góc cạnh, cái bóng rất là đẹp. Và trông 3D quý vị ạ. Tác phẩm của anh nhìn rất 3D. Đây là một tác phẩm quý của anh Khang Hy.
tác phẩm của Bonsai Đa Quốc Huy, rất thích cái tác phẩm này. Nhìn kỹ thấy nó chiều sâu và thấy nghệ thuật vô cùng. Tất cả từ cái đường thân, đường tay cành, bông răm đều phân bố rất là hợp lý và nghệ thuật. Cái tác phẩm này cái mặt sau, thưa quý vị, chủ nhân đang anh Khang Hy đang đặt ở mặt này, mặt chính. Đây quý vị này, quý vị cho Bonsai Đa Huy cái ý kiến. Bonsai Đa Huy mời quý vị ngắm mặt sau. Đây là ý kiến cá nhân mình thôi. Bonsai Đa Huy thích mặt này. Đây mới là mặt đẹp, mặt trời của tác phẩm. Thì theo cá nhân thôi quý vị nhé, nếu có đúng có sai mong quý vị thông cảm. Nhưng mà đây, đây mới là cái mặt đẹp của tác phẩm này. Anh Khang Hy nếu có xem cái clip này thì anh Khang Hy cân nhắc. Theo cá nhân của Bonsai Đa Huy thì cái mặt này Bonsai Đa Huy mới thích là mặt trời. Mặt này mới là mặt trời đẹp. Nhìn được mọi cái đường nét quý của tác phẩm. Từ cái thân chính, thân phụ, rồi những cái đường chuyển của tay. Nhìn được tổng thể hết quý vị ạ. Và cái mặt bên này nó chiều sâu. Chiều sâu vô cùng. Đẹp như này mà quý vị. Tất nhiên là nhiếp rất nhiều cây thì đẹp tứ diện. Mặt nào cũng chơi được. Nhưng mà chúng ta phải chọn ra một mặt chính mặt phụ. Kiểu gì cũng có mặt chính mặt phụ. Đấy kính thưa quý vị, mặt người này đó có sao được Huy thích. Và quý vị nhìn sang mặt bên này. Mặt bên này thì nó có cái bất cập. Là đây là cái lưng. Và đây cũng lưng. Đấy quý vị nhìn đấy. Nguyên tắc là bao giờ cũng bụng cây này là mặt chính, lưng thì mặt phụ. Nhìn đây thì tưởng là thoáng nhưng mà bên kia mới là chiều sâu. Tác phẩm rất đẹp quý vị nhá. Đây chỉ Bonsai Đa Huy bình luận thêm về cái mặt chơi và chia sẻ thêm, góp ý thêm. Đây là cái ý kiến cá nhân thôi. Còn cái quyết định vẫn là chủ cây, chủ tác phẩm. Thì Bonsai Đa Huy xin phép được rời tác phẩm sang tác phẩm thứ 3 của anh Khang Hy. Một tác phẩm xanh cổ. Một tác phẩm xanh cổ, đây là cái cây xanh quê của anh Khang Hy, quý vị nhé. Một cây xanh quê khá là già. Bò đá không biết từ bao giờ này, quý vị này. Bò đá như thế này thì quý vị cảm nhận được cái già như nào. Nào quý vị sẽ chiêm ngưỡng mặt sau. Đây là mặt sau của tác phẩm. Nó cái tác phẩm cái chiều cao thì có thể là hơi thấp hơn với tác phẩm mấy tác phẩm trước một chút. Bóng dáng gọn gàng hơn. Bonsai Đa Huy sẽ mời quý vị ngắm tiếp một tác phẩm của anh Khang Hy nữa. Đây cũng là một tác phẩm trực, anh đặt là trực đại trượng phu. À xin lỗi quý vị, trực. Tác phẩm trượng phu thôi. Một cây dáng trực anh đặt là trượng phu. Một tác phẩm xanh Nam Điền của anh. Mấy tác phẩm này của anh thì cái chiều cao xem nhau, giống nhau. Bóng dáng của một cái cây cây cổ. Hiện nay tác phẩm có một cái bộ răm khá là hoàn thiện rồi. Đây là mặt sau của tác phẩm. Chậu thì có vẻ là hơi to so với cây một chút.
một tác phẩm đã có một cái màu đồng rồi, một màu đồng lên đến toàn thân rồi, và những cái nét chun sụn ra đến đầu cành này quý vị này. Tuổi tác phẩm thì cũng khá khá rồi. Cây đã có những cái nụ từ thân ra quý vị nhé. Tác phẩm thứ tư của anh Khang Huy là bó sát Huy tìm, nhưng mà anh còn mang mấy tác phẩm ở đây nữa. À, kính thưa quý vị, đây rồi, còn một tác phẩm nữa của anh Khang Huy. Đây là một tác phẩm Cửu Long Tranh Châu. Một tác phẩm rất đẹp của anh Khang Huy quý vị nhé. Ở đây tác phẩm này của anh rất là đẹp, bó sát Huy đánh giá cao tác phẩm này. Cửu Long Tranh Châu. Quý vị chiêm ngưỡng những cái đường nét quý của cái tác phẩm Cửu Long Tranh Châu này. Là một cái một cây nhiều thân. 9 con rồng tựa như 9 con long đang tranh một cái viên ngọc hay là một cái kho báu gì đấy. Cửu Long Tranh Châu, một cái tác phẩm ngồi đá và nó bo đá không biết là từ bao giờ rồi. Hiện nay là các rễ đã ôm kín vào cái khối đá rồi, và cái bóng dáng thì rất tự nhiên quý vị ạ. Bóng dáng của tác phẩm thì Sát Huy cảm nhận là thấy được cái tự nhiên ở trong đó. Bóng dáng rất là bề thế và đẹp. Đây là một cái tác phẩm quý của anh Khang Hy, một tác phẩm xanh Nam Điền. Tác phẩm này thì theo thời gian thì còn quý hơn nữa. Hiện nay đã rất quý rồi, nhưng mà với cái bóng dáng này thì theo cái thời gian thì chắc chắn là còn giá trị hơn nữa. Bởi vì hiện nay rễ đã ôm trọn cái khối đá rồi, và càng ngày càng nhuyễn, càng ngày càng quý. Hiện nay là tác phẩm đã vào cái chế độ chăm sóc đặc biệt rồi, bởi vì dăm cành đã khá hoàn thiện rồi, hoàn thiện lắm rồi, nên là đang cái chế độ này thì chỉ có nở thân thôi, phát thân thôi. Và càng ngày thì khi mà ở cái chế độ mà chơi không nuôi thì cây càng ngày càng già và đẹp. Và lâu ngày quý vị hình dung là cái bệ này và rễ này, cái khối đá này nó quện vào nhau thì nhìn đẹp như nào. Thì xin chúc mừng anh Khang Huy, anh có những cái tác phẩm rất là quý và lần đầu tiên mới tham dự triển lãm. Nhưng mà tuy là lần đầu tiên nhưng mà những tác phẩm của anh xuất hiện ở đây đều rất ấn tượng. Ấn tượng bởi vì cái đường nét nghệ thuật cũng như là cái có một số tác phẩm của anh là có nhiều những cái điểm quý, những cái điểm nhìn thấy có thể trong tương lai cũng là cái tác phẩm rất là quý của anh. Thế và có những cái bác Sa Đức Huy cũng ý kiến cá nhân tham gia chia sẻ, thì nếu như đúng thì anh sẽ chỉnh sửa thêm, hoặc là nếu mà không đúng thì mong anh bỏ qua. Bởi vì bác Sát Đức Huy thì cảm nhận thấy thế nào, thấy đẹp thế nào thì chia sẻ. Và những cái mặt chơi hay là những cái mặt chơi cũng rất quan trọng. Mọi người lên chọn những mặt chơi đúng thì tác phẩm của mình sẽ tôn lên rất là nhiều.
Kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy vừa chia sẻ cho quý vị 5 tác phẩm của anh Khang Hy tại triển lãm Phúc Thọ 2023. 5 tác phẩm tâm huyết của anh. Bonsai Đức Huy đến đây xin phép và tạm dừng video đây. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Chào tạm biệt quý vị.